Hãy cứ uống đi.
không? Rồi, tôi bấm đi. Sao không biết? Theo chị là như thế nào? Không dùng. Nó không có bình thường, cái thai không được sử dụng. Không đâu, cái thai không được sử dụng. Nhưng mà giờ bệnh quá trời luôn, không cho thai không được sử dụng được. Thay thế khác là nhiều khi đâu có được thay thế. Có những trường hợp không thay thế được. Đương nhiên thay thế là cái mà mình suy nghĩ đầu tiên đúng không? Hả? Giảm đều hả? Chú được. Giảm đều quay có thai không có thai á đôi khi. Đôi khi người ta có ghi rõ là thời liền này có thai hay liền khác thì không can thưởng. Thì mình mới có thể giảm đều. Nhưng mà đôi khi người ta không có ghi gì hết. Thì nó không có người có thai hết. Cái điều là sao? Sao? Nếu là đang có con hay không? Phải không? Nếu là đang có thai hay không? Và vấn đề là cái điều trị đó có cấp bách hay không? Nó có thể trì hoãn hay không? Ví dụ như có một số trường hợp á, đôi khi nó cũng còn mâu thuẫn. Thì trong cái điều trị các nhà điều trị với nhau đôi khi cũng còn tranh luận với nhau, chưa biết ai sai nữa. Chứ tôi nói trong điều trị H. pylori nó cũng có hai luồng ý kiến. Có một luồng ý kiến là thôi, H. pylori là cái chuyện lâu dài. Bắt đầu này thất bại rồi bắt đầu khác rồi biết đâu cũng thất bại nữa, có biết chắc là nó thành công với cái bắt đầu đó đâu, nên thành ra là có nhiều cái nhà điều trị họ sẽ trì hoãn cái chuyện điều trị HPV đó. Nhưng cũng có một số trường hợp là bắt đầu này cũng không có ảnh hưởng nhiều đến thai, thành ra là cứ việc sử dụng. Nhớ thì tôi nói là trong điều trị nó vẫn còn nhiều cái luồng phía khác nhau, nên nhớ thì nếu trì hoãn được thì đa số là ủng hộ chuyện trì hoãn trong điều trị. Họ thay đổi, ví dụ như một bệnh nhân đái tháo đường đi, mà đang điều trị bởi những thuốc hạ đường huyết đường uống các chị, nhưng mà vào trong thai kỳ người ta sẽ chuyển đổi bằng insulin, cái đó có đường thuốc hạ đường huyết đường uống chỉ đo được. Nhưng có những trường hợp người ta không chỉ đo được, nên không chỉ đo được cho đó thì mà nếu không có thai thì nên có kế hoạch để người thai cho nó an toàn. Và các chị nên nhớ là người thai mà qua thuốc tránh thai được uống hàng ngày đó là biện pháp mà và các chị học trong chương trình các chị sẽ thấy là tương tác thuốc có thể xảy ra rất là nhiều, tương tác thuốc nó có thể xảy ra đối với những cái thuốc người thai uống. Do đó thì cái biện pháp an toàn mà người ta thường hay khuyến khích đó là dùng bao cao su là an toàn nhất, nhưng phải dùng đúng cách. Nhưng mà mình sẽ cắt thôi, đó là một biện pháp đúng không? Do đó thì chúng ta nói là có những biện pháp người thai để đảm bảo an toàn trong cái giai đoạn mình sử dụng thuốc. Nhưng mà nếu mà đang sử dụng thuốc đã độ thai rồi bây giờ ngừng thuốc vậy thì bao lâu cũng có thai được? Tối thiểu 3 tháng. Cũng sẽ không có một cái con số cụ thể. Nếu chúng ta có 3 tháng, 6 tháng thì chúng ta đã không có để ý cái thuốc đó là thuốc gì rồi, không phải thuốc nào cũng như thế, đúng không? Thì nó sẽ tùy cái thuốc và tùy vào cái gì của thuốc. Tùy thời gian nó phải. Rồi các chị ngồi tính toán với tôi là sao?
truyền cách để người ta giải thích thế thôi. Ví dụ như thuốc có thể ảnh hưởng tới vận chuyển oxygen và các dinh dưỡng. Ví dụ như thấy là những bà mẹ sử dụng rượu trong thai kỳ, trong vòng 3 tháng trước khi có thai kỳ là đứa trẻ đó sẽ có cái hội chứng rượu. Hội chứng rượu thai kỳ, hội chứng rượu thai nhi, các chị ghi để các bạn có thể tìm hiểu thôi. Những đứa trẻ nó có dấu hiệu gì, nó có dấu hiệu gì rượu thì là nó có cái hội chứng rượu thai kỳ. Thank you.
về có thể là tạo thêm. Rồi thì Mỹ người ta sẽ phân loại ra thành 5 loại thuốc dành cho phụ nữ mang thai, có 5 loại. Loại A có thể là an toàn, những cái thử nghiệm trên thú, thông tin trên thú hay là trên người thì thấy là an toàn. Loại B có nghĩa là có thể an toàn, có thể an toàn trên thú, an toàn như trên người thấy có nguy cơ, hoặc là trên thú thì không, trên người thì không có thử nghiệm, nhưng mà kinh nghiệm có thể là sử dụng cái an toàn. Rồi còn loại C là có thể có nguy cơ, loại C là có thể có nguy cơ. Và đa số các thuốc này thấy đơn còn B với C thì này cái chữ có thể là chữ dễ gặp nhất. Về đâu là nghiên cứu đâu mình biết mà chắc chắn như thế này, người có thể rất hiếm khi nào có trường hợp để thuốc một loại A. Rồi còn loại D và loại S là các bạn mà gọi là chống chỉ định cho phụ nữ mang thai, nên chống chỉ định thì còn có tương đối là chuyện đó. Chống chỉ định tương đối nghĩa là không dùng cho phụ nữ mang thai, tuy nhiên nếu cân nhắc lợi ích nó có thể đem lại nhiều hơn những nguy cơ thì đôi khi bắt buộc phải dùng. Còn cái loại X là các bạn mà chắc chắn là nguy cơ nó cao hơn nữa, nên thành ra là trong mỗi đường mạch không có nên dùng. Rồi, béo phì là tình trạng tùy theo quan điểm của mình đó, béo phì là tình trạng
rồi và những cái thay đổi sinh lý này mà cũng không nhiều, chủ yếu là về cái gì mà cũng không có đúng không? Kéo vào thì nó sẽ dẫn đến chủ yếu là những con số thì có thể là cơ mỡ và nước sẽ bị thay đổi, chủ yếu là con số. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng biết rằng con số nó cũng sẽ ảnh hưởng tới thay đổi, mỗi cái con số nó sẽ ảnh hưởng tới thay đổi. Rồi biến đổi sinh lý thì cũng tới thay đổi cơ thể đưa con học và đồng thời thì mình sử dụng thuốc mà cho bệnh nhân béo phì nó càng phức tạp hơn nữa, bởi vì thường bệnh nhân béo phì nó càng nghe một bệnh lý gì đó, một cái bệnh lý gì đó thì nó là mình lại phải sử dụng thêm một thứ thuốc gì đó trong chế độ điều trị bệnh nhân, và lúc đó thì nó sẽ có một cái dẫn tới tương tác nhất. Rồi chúng ta tìm hiểu coi những béo phì thay đổi gì, mà tỷ lệ cơ mỡ nước thay đổi đó thì các thể tích phân bố thay đổi, dẫn tới thời gian nó thường thời gian thải nó sẽ kéo dài ra, thời gian thải nó kéo dài ra có được những cái phần và lượng protein huyết tương cũng có thể là bị thay đổi luôn, lượng protein huyết tương rồi phân bố lưu lượng máu thay đổi những cái tốc độ mức độ chuyển hóa từ người ta cũng thay chủ yếu là phân bố. Tuy nhiên á, cái việc mà sử dụng thuốc cho bệnh nhân béo phì á thì thường mà người ta quan tâm chủ yếu là đối với những cái thuốc mà nó có cái độ con nước nhiều hoặc là con dầu quá nhiều nó có bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe con bé. Và nếu mà dùng thuốc con dầu quá nhiều các chị thì thường những cái thuốc đó là thường dùng tại chỗ, đến khi nào các chị thấy rằng ta làm cái dùng dầu có thể tiêm hay dùng dầu không. Nếu mà con dầu quá nhiều thường nếu mà dùng thuốc nó lại có tác động tại chỗ, ví dụ như dầu khoáng hay dầu khoáng là vaseline, dầu khoáng là vaseline nó rất là con dầu. Nhưng bởi vì con dầu quá thì thành ra nó không hấp thụ được. Rồi các cô có đang phân bố giữa con dầu nước, đương nhiên con dầu nhiều hơn chút. Thì nếu mình con dầu quá thì nó được, con dầu quá thì nó sẽ không hòa tan được vào trong tế bào chất, nó sẽ không đi qua được các dịch tế bào của chúng ta, và nó cũng không đi qua được các dịch sinh học, đúng không? Và nó không đi được vào máu. Vì đó thì tốt mà phải có tác động thành không, không có tăng nước. Nhưng mà không nước quá thì nó có bị ảnh hưởng. Ví dụ như trong cái điều trị chúng ta có một cái nhân tố cực kỳ trong nước đó là nhóm aminoglycosid. Nghe vào trong thầu thấy là nước rồi đúng không? Glycosid đó là có chất đường, glycosid đó là trong nước. Do đó thì những cái anh này thì các chị cũng thấy là người ta chỉ muốn dùng mà để điều trị nhiễm khuẩn toàn thân là người ta phải dùng đường tiêm chứ không có dùng đường uống được. Còn nếu mà phải ra thì thấy được uống ví dụ như neomycin là nó có người hay là có người uống một nhóm này thì là để điều trị nhiễm khuẩn toàn thân trong đường hóa không hấp thụ được. Rồi và các kháng sinh này các chị, và kháng sinh mà nó thường sử dụng trong điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện hay là những chương trình nặng với kháng sinh tiêm này, và cái hợp chất kháng khuẩn nó cũng khá là mạnh, chủ yếu là những con vi khuẩn gram năm, những con vi khuẩn khó điều trị hay là những con vi khuẩn mà nó nhiễm cái động vật viện rất là khó điều trị thì người ta mới dùng cái này. Và nó không nước quá thành ra là các chị thấy là nó sẽ khó phân bố vào hormone, đúng không? Khó phân bố vào hormone. Mà thường sử dụng cái kháng sinh này ta sử dụng các ký gram trong mặt, ví dụ như là bao nhiêu ký gram, bao nhiêu gram thuốc đâu, bao nhiêu ký gram trong mặt. Do đó thì đối với bệnh nhân béo phì thì người ta phải có cái điều chỉnh liều, và điều chỉnh liều theo cái công thức này hay đi cái tiêu là cân nặng điều chỉnh, cân nặng điều chỉnh hai mươi mục tiêu là cân nặng lý tưởng, t mươi mục tiêu là cân nặng của người đó, cân của bệnh nhân đó. Thì ví dụ như tôi nói ví dụ như 100 mg ký gram thay vì mình lấy ký gram cân nặng của chính cái người béo phì đó thì người ta không được lấy cái cân nặng chính xác đó mà người ta phải tính ra được cái cân nặng điều chỉnh đó, cân nặng điều chỉnh. Từ cái cân nặng điều chỉnh nó mới tính ra được liều thì nó sẽ chính xác hơn, cho nó là bộ phận máu. Rồi, công việc về nhà của các chị. Ai đi giúp điều này, công thức tính của nó gồm cái gì trong đó? Làm sao nó tính được ai đi giúp điều? Rồi, về là chúng ta